ngắt luôn, nó miếm quá trời luôn. Đờn nó vui đó, đờn nó đau cái nó nhảy ra liền à, dính rồi cô. Trời ơi, trời ơi, con răng chung. Răng chung hả? Răng chung. Hai xin chào cả nhà đến kênh YouTube Gớt Quê nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em mình cũng gần tới Tết rồi cả nhà. Rồi mấy anh em sang với anh Phương với Phục đi câu lương. Giờ mình đang thiếu cái món lương để ăn Tết niên cả nhà. Giờ mình ba anh em mình sẽ đi hôm nay để dành riêng một ngày hôm nay để ba anh em mình câu lương để về làm thêm một cái món lương nữa để mấy anh em mình ăn Tết niên nha cả nhà. Rồi bây giờ anh em mình tiến hành đi thôi. Tiến hành đi. Dạ. Rồi. Đây là những cái câu để mình câu lương nè cả nhà. Sáng cái lỗ này là mình câu ngầm chứ không phải mình câu xe. Dạ. Đúng rồi. Cái này là mình câu ngầm bỏ. Mình để luôn chứ mình không có nhấp nha cả nhà. Ngồi nhấp thì nó lâu quá. Ngồi nhấp nó lâu quá, giờ là mấy anh em mình sẽ câu câu cái mình bỏ đó, cái mình đi kiếm ăn khác để mình câu nữa. Đây trùng hổ dạ. Đó anh Phương. Trùng hổ hả? Trùng hổ. Đây mình câu với mồi trùng hổ nha cả nhà. Cực kỳ ạ. Đây mấy anh em móc mồi vô. Móc mồi vô. Ô Phục sáng đầu rồi đó Phục. Con nào con nấy chà bá. Bá. Con này là mấy người. Ủa vườn có sáng hả? Không, vườn. À vườn bên kia ha. Vườn bên chú Năm. Nó chơi luôn. Nè giờ trời ơi quên kia móc mấy con ấy này đi, mấy con ngủ nè rồi mấy con này mình để lại. Con lương thì nó mê cái con trùng này ghê lắm. Giờ mình móc thì mình chừa cái cho nó ngoe vậy nè cả nhà. Nó tưởng đồ mồi là nó núp liền. Nó có thì lương nó có, nó nhạy lắm cả nhà. Anh hồi xưa dễ, anh ít câu mồi trùng lắm. Anh dạ. Câu là toàn mồi nhái. Nhái với ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng. Dạ. Trùng thì nó độ tanh nó cao hơn anh. Thì em qua bên đây em kiếm nha. Cái hang mồi này đi qua đây nè. Cái hang này mà hôm rồi là mình tính bắt tay mà mình bắt không được, cái gốc lưới bị 40 nè. Dạ. Cái gốc đồ quá. Ủa nó khô dữ anh Phương. Khô luôn hả? Nó khô queo hết rồi. Qua đây. Bên đây khô là nó qua nó ở bển á. Giờ mình qua cái hang bên đây đi kiếm cái lục cái hang có hang bên đây mình. Nó queo anh Phương ơi. Câu mấy bên đó ngon á. Đây mình câu cái rừng đầu tiên nha cả nhà. Vậy là nó bển khô nó qua đây ở rồi. Nó rút bên đây chứ đâu. Coi chừng mình đi kiếm mà quay lại cái là dính lắm á. Nhanh vậy lắm. Có là chút xíu à. Hang bự hơn thôi. Cái hang này là mấy anh em bắt hụt mấy lần rồi nè. Vô gốc sầu riêng người ta là mình không dám đào. Dạ. Đào mình bắt cũng dính đó, không dính. Dạ. Đào hư cây người ta là mình không có đào nha cả nhà. Đào. Rồi đi mò về dài dạ. Địa đi có nữa đó. Dạ. Bông lục bình đẹp quá cả nhà ơi. Quá trời nở luôn. Nguyên một cái đìa này nở quá trời đẹp luôn cả nhà. Ôi. Cái hang này hôm rồi dữ lắm nè anh Phương. Ừ, dữ lắm đó. Phụng đang câu cái hang này luôn nha cả nhà. Dạ, cái hang này hôm rồi là không có đào nè. Nên hàng rào quá trời đào không nổi. Vậy đó, để con câu vô lụm. Dạ. Rồi đưa em cần đi anh Phương ơi. Đưa em cần đi. Cần đi em nè. Hồi nãy mày móc chưa? Cái gì? Hồi nãy mày móc rồi gì mà? Móc rồi. Hả? Em để cho nó đó. Ừ. Đây không? Nè. Đây là cần. Có thể được nhiêu ký như? Thứ hai của mình. Ờ. Đây ta đi mua mít đó cả nhà. Nó vô trong đây nè, trong đây có cái đìa lặng lặng, trong đây này là có cái đìa không biết nhà còn nước không? Dạ. Hàng mới không? Láng mới không? Mới. Mới thì có mới rồi. Tốn mồi ạ. À. Thì mình cấm, mình chỉ để đó thôi. Nay là nay mình câu cái mình tới 25, tới 25 Tết là mình bắt đầu ăn Tết niên với mấy anh em nha. Chờ cho anh Minh đồ gì á. À, anh Minh không có về không được hả? Dạ. Để anh mồi hết ốc nha. Em có điện rồi mà anh Minh về không được. Hôm rồi là mình bắt sảy một con ngay đây nè anh Phương. Ừ, hổm nước nhiều quá. Hổm con đó nó bé hèm bé xịn ngay đây quá trời không bắt được cả nhà. Kiếm hàng lại rồi. Này thấy nó khô quá anh sợ nó đi vậy anh Phương. Đi. Có vậy này.
nhắc anh ăn luôn rồi. Dạ, là anh đói. Khô không có nước, không có màu gì ăn. Để xuống nữa nút liền. Nút liền. Đi luôn. Không có, đi. Đi hả? Phải mất sấy con ra đây. Phải uống dữ dằn. Cây không mà đâu có. Nó còn ở dòng đây nha. Đào được. Dòng này nó thấy nó xị nè. Bây giờ nó ở hàng khô luôn rồi. Mấy miếng vườn này nó bị lão quá, nó bị già, nó không còn tốt nữa anh Phương. Nó không còn tốt này, giờ người ta đổi đất lại nè cả nhà. Rồi người ta múc lại, rồi người ta trồng sầu riêng tiếp tục. Hả? Con bên đó hả? Bên đây cái vườn sầu riêng bên đây quá trời trái luôn cả nhà. Gót ra ngoài á. Xem quay cái trái sầu riêng cho cả nhà xem nha. Quá đã. Vườn sầu riêng này nay trúng. Quá trời trái luôn. Kia người ta đang chăm sóc. Trái thấy mê luôn Phương. Dạ. Vườn sầu riêng này năm nay trúng rồi cả nhà ơi. Quá trời. Quá trời trái luôn. Úi giời. Chết hết trơn rồi. Nhà nhìn trái. Ghê hồn trái. Lúc này cũng có giá nữa. Gặp mấy à? Còn trăm mấy ký. Hết biết. Hết biết. Rồi coi cái trái này nè. Dài này kia luôn cả nhà. Qua trời. Ồ, hết biết trái luôn cả nhà. Trái nó bự nè. Trái là 6-7 kg rồi. Dạ. Ôi, vườn sầu riêng này bán tiền không luôn cả nhà. Nguyên nguyên cái này cũng cỡ 7-8 công rồi mới đầu. Chúng cho nông dân rồi. Chúng cho nông dân. Cái hàng này hôm rồi là nó âm qua tới bên kia luôn á cả nhà. Qua tới bên lưới bên. Tới bên lưới bên kia nên không có đào nổi rồi, nay nó xì lại rồi mấy anh em mình câu. Làm lại hàng thở mới nè. Đúng rồi. Dạ. Lấy vô câu hàng thở này ta. Ừ, bỏ vô là đụm nó cái gì? Bỏ vô hàng thở đi. Mau mau bỏ vô hàng thở đó. Vô cái hàng mà sâu quá không có nó anh Phương. Đáng dữ không? Nó có một hang đi vô mà. Đây, đây. Đó. Đừng động nó quá anh Phương à. Ừ. Động quá là nó cũng nhét nữa. Động quá nó nhét ở đây đi. Thả vô. Này có thì cũng ngại ha, chút xíu. Mấy cái bờ đập này là lương khủng không cả nhà. Đâu ai bắt được nó. Cày không. Bí đao này người ta tắt cắt xong rồi người ta bỏ nè cả nhà. Ta bỏ rồi nè Phục. Này là mình đi mót mình ăn được luôn nè cả nhà. Mấy trái này ta bỏ rồi, sâu nó đục nữa. Cũng còn ngon lắm Phục. Nhóc luôn nè. Rồi mình hái về mấy trái mình luộc đi. Hai nè mình cắm coi thằng nào dính trước nè nha. Phục thì cắm bên kia, anh Phương thì cắm bên đây cả nhà. Hàng của anh sầu vậy hả anh Phương? Khi mà cái hàng này không qua lỗ. Cái hàng của anh Phương là hôm rồi là nó ăn qua lỗ bên đây luôn nè cả nhà. Ăn qua tới bên đây luôn. Rừng bắt chảy rồi thì tức thì mình câu lại. Dạ. Yeah. Những con mà nó vô gốc vô khé rồi mình không có đào được đó nha. Khó đào nên nay mình câu lại. Bự quá mình phải câu hai lữ. Dạ. Dí nó hả? Dí ra đậu cho nó đánh hơi được. Vô. Dạ. Cái mé đập này là hôm rồi bắt con lươn vàng khè đằng kia đó cả nhà. Còn cái đằng này là hôm rồi là hai con cá lóc. Bắt hai con cá lóc. Còn con lươn nó cái hang đó là hang lươn chứ không phải hang cá lóc phải không Phương? Ừ, nè hôm nay đi lợi nè. Dạ. Rồi để đó thôi. Rồi để đó đi. Cầm hơi vậy, nó khó, nó lôi vô luôn rồi. Mò vậy vậy, cái mé mé đó. Này hết mò rồi, khúc này em mò rồi hết rồi. Bên đây không có. Ê, kiếm tượng hang nữa nè.
Có đây một hang nữa nha cả nhà. Vườn dừa mát mẻ quá. Bây giờ mình cắm 14 cần mà giờ còn có 4 cần là cắm 10 cần rồi đó. Nhưng mà mình còn lử, còn lử còn nhợ luôn nha cả nhà. Nhưng mà còn dư hang thì mình cắm tiếp nữa. Hang chỗ này hang bành thì luôn ngon rồi. Ngay chỗ này là cũng đào bắt được nha cả nhà. Bắt tay được luôn á, nhưng mà hôm nay mấy anh em mình câu thôi. Cho nó khỏe. Mé này ngon. Gì? Câu ngầm nữa luôn. Mình câu về thì mình đỡ phải ngồi xe. Xe phải kiếm hàng thở ở trên đó. Nhưng mà nước ngập vậy thì hàng thở nó cũng nằm dưới luôn. Khỏi miệng hang. Dạ. Cắm đây cần nữa nha. Hàng thở lên đây luôn. Nè, hàng thở đó nè. Này là bọt của nó nè. Bọt lương nha, không phải bọt cá sặc đâu cả nhà. Bọt lương là nó có khoảng 99% là có con lương ở trong này luôn cả nhà. Cách cứu, hàng này cắm ngay hàng thở nó luôn. Trên mé nước. Tại vì ở dưới thì con này để hồi để cho cái gọng ở trên đi để hồi sang gình nữa. Đó. Rồi. Có thì nó nhảy lắm. Chút xíu à. Đi kiếm thường mới. Mấy anh em mình cũng cắm được 14 cần nha cả nhà. Bây giờ mấy anh em mình nghỉ tí xíu là mấy anh em mình sẽ đi thăm. Chắc khoảng cả tiếng nữa thì mấy anh em sang đi thăm cả nhà. Hàng về nước đầy quá, kiếm hơi khó hàng, kiếm hàng. Dạ. Giờ mấy anh em mình đi thăm luôn cả nhà. Cái bờ này mình cắm hình như có một cần hay gì phải không? Thăm cái cần đầu tiên của thằng Phục nó cắm. Sao cơ? Dính không Phương? Đây có đầu đây thì nè. Ồ, lôi thẳng thẳng rồi kìa. Thẳng về kìa. Thẳng về kìa. Thẳng về kìa nha. Vậy là thầy xuống, em xuống rồi bước cái đó, em kéo ra đi Phục. Ồ, nó không dội dội nước rồi đó. Dính rồi ha. Dội 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 nước rồi. Cơ cây. Cứng không? Sao nhé? Dính rồi anh ơi. Dính rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời trời vô con luôn nó bự nha. Cái đầu mà. Quá đã. Lên luôn ha. Lên luôn. Lên luôn. Con đầu tiên cả nhà. Không, con này cũng được à. Con bự không? Ôi nó ướt cái cam rồi. Đây thành quả đầu tiên của mấy anh em mình cả nhà ơi. Cũng trọng là chứ không có bự hung cả nhà. 3 gram. Dạ, 3 gram. Ủa, mình câu đâu anh Phước? Đúng không? Nãy anh câu trên hang thở này nè. Kìa kìa lúc trên nè. Không? Chưa hả? Trời ơi em tưởng đâu nữa nó mất luôn. Em thấy nó hẳn nhợ lên luôn. Ừ không. Chưa. Còn dùng. Có nữa lâu vô tới miệng hang luôn. Tưởng đêm nó mất tiêu con câu cũng dữ lắm. Thận luôn rồi nè. Đâu anh? À, không biết có dính không thôi nè ha. Dạ. Nè. Thử anh Phương. Cứng không? Sao dùng băng hả? Dính con gì á. Cá lóc hay gì rồi? Cái lóc rồi, cái lóc nè. Rồi, đưa lên. Thử đồ con lương. Rồi thắng băng nhợ mà. Rồi bỏ giữa túi mình luôn. Có con lương này nè. Dạ. Đang đi vô tay mình. Có. Nè, gõ. Cho nó bánh. Không yên không? Thật cho nó trộn ở đây á. Bự không? Không được chứ không bự. Rồi chở vô nữa rồi. Khôn như vậy không qua nữa. Thụt chứ. Nên là ngay tay em nữa bắt không được. Thụt lúc tay vô á. Dưới nó có cái co á trong. Khôn ghê. Tổ cái thụt qua anh Phương đi, bên đây cũng dễ bắt nè. Không được. Chỉ anh Phương thụt qua nó dễ, nên nó có cái co. Coi trong đây nè. Cái này qua đây được mà cá lóc nó không qua ta. Nè, cặp thở thôi. Đó. Dính rồi. Một lù luôn cả nhà. Lù. Ủa cái bọc mình đâu? Bọc ngoài xe rồi. Một lù. Đây có lương nhiều mà tại chúng có người câu nhiều quá. Ừ. Thêm một hang thẳng dây nữa rồi cả nhà. Thêm thử coi. Bự nhỏ thôi. Có dính không cái mới được. Thẳng dây cứng ngắt rồi. Rồi có lý rồi Sang ơi. Có. Lý rồi, có lý rồi.
Ủa không? Làm hụt hụt trống đó cả nhà. Ghê vậy. Ủa con này bự rồi. Con ngắt luôn, nó miếm quá trời luôn. Đần nó luôn. Đó, đần nó đau cái nó. Nó lùng ra liền à. Dính rồi cô. Trời ơi, trời con này thối thần anh Phương ơi. Trời ơi, cái nào. Con này chắc không sống á, nó lòi cuộc. Trời ơi, thấy chưa. Trời ơi, đã. Trời ơi, hồi giờ nó cắt dây nữa nè. Bảy kg luôn. Ừ, cái nhà. Con này em 4-5 lạng. Ừ. Dạ, dính không? Dính. Trời ơi, mày vô. Rồi, mấy anh em đi thăm tiếp rồi cả nhà ơi. Cái lỗ phía bên kia là cái lỗ bơm nữa cả nhà. Chứ không phải là cái đìa đâu, cái lỗ bơm ngày xưa tới giờ luôn. Tại vì này mình không có ấy, mình để làm đìa. Lỗ bơm mà để làm đìa luôn hả con ai? Bình thường. Vậy chứ lắp bây giờ này không dưới 20 triệu á. Dạ. Lắp đâu đủ đậu. Quá trời cái lỗ bơm, mà sâu không giờ còn sâu không con? Nó cạn rồi. Nó tự mấy con mắng xuống một khúc. Dạ. Đất nó cũng bồi xuống. Lâu rồi. Này là hồi thời tụi bay chưa có. Dạ. Con này dính nữa cả nhà, thẳng dây rồi nè. Dạ. Mà không biết là lớn hay nhỏ mà. Biết thì sao đây? Sao nhẽ vậy hả? Ôi, sao vậy? Ôi, sảy rồi. Sảy rồi. Đúng quá ta. Ôi, nồi luôn nè. Ừ. Nó xe nãy giờ nè. Xe nãy giờ. Vụt rồi. Sụt, sảy. Bỏ rồi, nhảy vô bắt tay luôn. Thôi nè, không có đem giá hết trơn à. Thiệt rồi, nhảy vô bắt tay luôn đi. Không có dèm giá mà để mốt mình bắt sao chết được thì thôi tức à. Thôi đi mình bắt tay đi nó ảnh tức luôn rồi cả nhà ơi. Tức rồi sảy rồi hết biết uống chết rồi bắt tay luôn rồi hả dính hả đó đâu trời ơi trời ơi có chuối không chưa từ từ đi trời ơi nhỏ chứ không bự nhỏ hả nhỏ không. Ồ, không chưa thấy được luôn nãy đúng. Quay không thấy trời ơi đất để lỡ ra nè hả em chưa đụng luôn nung lỡ cái nè nó hốt không được thôi ủa để hang nó mốt nó ở lại chứ gì trời ơi nó cũng ở lại được chứ đâu ủa ha trời em chưa đụng luôn á đụng ơi ơi nó còn nằm ở đó nó chờ mồi nữa Phương. Ừ coi bè nó xịn dữ lắm cái đìa này nè bè nó xịn dữ lắm khó bắt nó thích gì trời trời thích trời mốt lên hụt lấp không kịp mà không kịp nữa à, trời thích ta nhỏ con nhỏ cũng bự không dạ 2-3 gram à sỉ luôn cả nhà sỉ luôn mấy hè mới xịn dữ lắm anh theo thử rồi nó đi tới đâu rồi nè bự thì cái bộ ừ hai cũng bự mà té ở đây rồi té đâu nó té rút lên không té ngược lại gì không được té đó cây quá trời cây rồi hai nó đi xuống gió rồi đó thôi nó rút lên Phường rút nước ấy mà nãy nó rút nước nó đang đi to hay không phịch nước đó luôn con lươn này cũng trọng rồi chứ không nhỏ đâu nha kìa sao vậy có tẻ không ở đây cái đó kìa đó kìa rồi dính rồi đó đó con gỗ nó lùn xuống kìa ghê không rồi nó đừng cung đó một em mình vượt cái hang này nó khó câu lắm quá đã cả nhà nó cạn mà chạy hả cầm đi phụ chạy hơi nhỏ xong rồi dừng lạng mấy hay lạng gì ừ nhỏ là mình nhảy luôn xương gỗ cũng gắn chung hả gắn chung
được không? Thôi thôi chứ được à. Này nước ngọt lắm cả nhà. Thụ thêm con cá bóng nữa. Gió nuôi. Cứ cũng thấy nó cũng lương. Còn gió sữa cũng lương không. Thì cái túi mình để ngoài xe hả ta? Bịch hả? Dạ. Hả? Để cái bịch ra. Chính bịch mít của anh đi. Giờ ba anh em mình về cả nhà ơi. Cũng không có dính được nhiều cả nhà, dính được ba con nhưng mà cũng trọng trọng, cũng không bự lắm cả nhà. Giờ về mấy anh em mình gọng lại để ăn tất niên nha cả nhà. Chắc mình mần luôn anh ơi, chứ để sợ nó chết mần. Mần cái ngày mai là bắt đầu là mình làm rồi, chế biến rồi. Dạ. Mấy anh em mình về tới nhà cả nhà. Giờ mấy anh em mình đổ cái thành quả của mấy anh em mình đi sáng giờ. À. Con này dính đầu tiên lâu quá. Con này nãy mẹ mình tháo lử rồi nè. Trời ơi, ba con lươn. Ba đốc cũng dính câu luôn cả nhà ơi, câu vô mấy cái con lươn sợ dính. Có con này bự nhất cả nhà. Con nó bằng kia. Đó cầm chèm được tí à. Dạ, ở đó. Đó thành quả của mấy anh em mình. Giờ thì mình sẽ mần mấy con lươn. Cái mấy cá lóc mình để mình gọng lại để ngày mai mình chế biến mồi nha cả nhà. Rồi. Rồi cả nhà đón xem tiếp cái phần ăn tất niên của mấy anh em mình nha cả nhà. Ồ, hay nữa nè. À. Quá trời. Quá ngon. Cái con đó bông bông cũng đẹp ha. Bông bông đẹp. Lươn này không có lươn vàng, lươn bông không à. Ừ. Rồi bây giờ Sang cũng xin chào tạm biệt cả nhà mình luôn nha. Rồi. Hẹn cả nhà mình tới quay ăn tết niên nha cả nhà. Dạ, mình mần đi. Mần, tiến hành mần đi. Dạ. Cái này gọng không sống đâu. Dạ.